Easter is the celebration of Christ's resurrection from the dead. It is celebrated on Sunday and marks the end of Holy Week, the end of Lent, and the last day of the Easter Triduum, and is the first day of the Easter season of the liturgical year. As we know from the Gospels, Jesus Christ rose from the dead on the third day following his crucifixion, which would be Sunday. His resurrection marks the triumph of good over evil, sin, and death. It is the singular event which proves that those who trust in God and accept Christ will be raised from the dead. Since Easter represents the fulfillment of God's promises to mankind, it is the most important holiday on the Christian calendar. Based on direct evidence from the mid-second century, it is believed that Easter was regularly celebrated from the earliest days of the Church. The Easter date is movable and always falls on a Sunday between March 22nd and April 25th. Easter in the Roman Catholic Church is always on the first Sunday after the first full moon after the spring equinox. Many Catholics attend the Easter Vigil, a midnight mass where sacraments such as baptism are performed. Sunrise services are common, but are distinctly Protestant. Sunrise services gather before dawn and reflect the arrival of the women at Jesus' tomb early in the morning. The services take place outdoors, often in churchyards, cemeteries, or in parks, and are timed so the sun will rise during the course of worship. Traditional family activities vary by region. In the United States, children often hunt for Easter eggs, which are brightly dyed hard-boiled eggs, though they can be plastic eggs filled with candy or small denominations of money. Candy is a traditional gift for Easter, as children often break their Lenten fast with sweets. Adults tend to share bouquets of flowers, greeting cards, and may gather for a family meal. Such celebrations are often secularized and focused on children and family rather than the religious aspects of the holy day. Following Easter Sunday, the season of Easter begins and lasts for 7 weeks, ending with Pentecost. If you'd like to learn more about Easter, visit Catholic.org. And if Easter and Easter products interest you, visit CatholicShopping.com. Lạy Chúa, lạy Chúa tôi. My God! Lạy Chúa. My Lord! Lạy Chúa tôi. Please help me! Xin Chúa giúp con. Lạy Chúa con, xin hãy giúp con. Này người nhà, tới lấy xác đi.
Một trong các vị thủ lãnh của tôn giáo, ông đã hiến một ngôi mộ, chúng tôi không thể nói tên ông ấy ra được. Pontius Pilate đã cho phép trước khi ông ấy trở về Caesarea. Phải. Nhưng ông không hiểu tại sao ông ấy lại phải. Đây là điều rất quan trọng đối với chúng tôi để biết ngôi mộ đó nằm ở đâu. Tôi xin được phép hỏi, tại sao lại quan trọng đến thế? Ông ấy đã chết rồi mà. Tiện ông hỏi thì tôi xin trả lời. Có lời đồn đãi là tên Giê-xu này sẽ từ cõi chết sống lại. Thế ông có tin chuyện đó không? Tôi biết chuyện đó có thể là chuyện mê tín. Thế nhưng môn đệ của hắn có thể dễ dàng chuyển xác hắn đi nơi khác, rồi phao lên rằng hắn đã sống lại. Nên chúng tôi tới đây để xin các ông cho một đội lính gác. Có ai cấm các ông gác lấy đâu? Không. Chúng tôi có lý do để việc canh gác này phải được chính quân đội La Mã thực hiện. Tại sao? Nếu chúng tôi dùng lính canh đền thờ của chúng tôi, bọn môn đệ của hắn có thể nói rằng hắn đã thực sự sống lại, nhưng địch thù của chúng tôi đã phủ nhận điều đó. Ông là cái thứ người gì thế? Ông trả lời tôi đi. À, hắn đã chết rồi mà, thế chưa đủ cho ông sao? Tôi nghĩ rằng nếu quan tổng trấn của anh, nếu ông ấy ở đây, ông ấy sẽ đồng ý với tôi khi nghe tôi nói. Tên Giê-xu này chết rồi còn nguy hiểm hơn là lúc hắn ta còn sống. Nên tôi sẽ rất biết ơn anh nếu anh có thể giúp chúng tôi được. Được rồi. Sẽ có một đội La Mã canh gác ngôi mộ. Ngừng lại. Các bà là ai? Các bà đi đâu vậy? Chúng tôi là người nhà của ông Giê-xu Nazareth. Ông ấy được chôn tại đây mà. Các bà muốn gì? Vào trong ngôi mộ. Để làm gì? Sức thuốc thơm. Đem vải trắng sạch để liệm. Đấy là thói quen. Đấy là tục lệ của chúng tôi. Tại sao các bà không làm chuyện đó khi đem xác của người tới đây? Ngày Sa-bát đã bắt đầu, chẳng ai bán đồ cho chúng tôi cả. Anh thấy thế nào? Họ là phụ nữ, cho họ vào đi. Chắc các bà tính lộn rồi. Cần cả một đạo quân để lăn cái phiến đá cửa hang kia ra. Thôi được rồi, chúng ta đi lăn cũng được vậy. Cần thêm người giúp này, Lensus, thức dậy đi. Lại giúp một chút đi. Marcus, anh canh chiếc cầu. Bấy nhiêu người, không biết có đủ không, phải cố thôi. Khổ quá, cứ phải đóng quân ở đây. Tôi chỉ mong được trở lại La Mã thôi. Này, các bà đi đâu thế? Tại sao lại đi tìm người sống ở giữa kẻ chết? Chúa Giê-xu không còn ở đó nữa đâu. Giê-xu không còn ở đây nữa.